Săn biển số xe đẹp lâu nay vốn là mối quan tâm của không ít người, thế nhưng tác dụng phụ mà những tấm biển này mang lại có thể sẽ khiến chủ nhân điên đầu. Câu chuyện của một người đàn ông tên là Lưu sau đây ở Trung Quốc là một minh chứng. Mạnh tay chi hẳn 1 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 3 tỷ đồng Việt Nam để sắm chiếc biển số gồm 5 số 8 với mong muốn sẽ được may mắn, nhưng ngay trong ngày đầu tiên lái xuống phố thì anh này đã bị cảnh sát hỏi thăm tới 8 lần. Ngay trong ngày đầu tiên lái xe xuống phố, Lưu đã bị cảnh sát tuyết còi không dưới 8 lần và buộc phải xuống xe trình giấy tờ vì họ nghi ngờ xe của anh lắp biển số giả. Nguyên nhân có lẽ bởi chiếc xe gắn biển 5 số 8 của anh là xe tải và chỉ có giá khoảng 3 vạn tệ tương đương với khoảng 105 triệu đồng. Đối với cảnh sát thì việc một chiếc xe giá rẻ như xe của Lưu mà lại có biển số ngũ quý 8 thì hẳn là điều rất đáng ngờ. Và theo họ, số tiền mua chiếc biển này thậm chí đủ để Lưu mua một chiếc xe sang hơn gấp nhiều lần. Một viên cảnh sát thậm chí còn nghi ngờ đến nỗi thề sẽ ăn biển số xe của Lưu nếu như nó là thật. Và sau khi Lưu trình giấy đăng ký sở hữu xe, cảnh sát đã quá ngạc nhiên và thả cho Lưu đi với ánh mắt ngưỡng mộ. Lưu không phải là người duy nhất ở Trung Quốc sở hữu biển số xe 5 số 8. Chỉ có điều là ở các tỉnh khác thì chiếc xe có biển 5 số 8 thường là xe sang hoặc là siêu sang.